Bánh xèo hay bánh khọt là một món ăn dân dã của người Việt mà chắc khi ai đi xa cũng sẽ một lần nhớ về cái hương vị của cái món bánh xèo này. Hi, xin chào cả nhà, lại là nhà Answer đây. Rất vui khi cả nhà đã quay trở lại với kênh Answer Family Cuộc Sống Cần Thơ. Và hôm nay xin phép cho nhà Answer chia sẻ với mọi người, đặc biệt là đối với những bạn nào, những cô chú nào ở thành phố Cần Thơ mà đi xa lâu lắm rồi không về được Cần Thơ, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về hình ảnh, về những con đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ có những nét khác biệt và thay đổi như thế nào. Và hiện giờ thì mình đang chạy trên đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và mình đang đi đến cuối con đường 30 tháng 4 rồi đó cả nhà. Và bên phía tay phải của mình đó là Bệnh viện Y học Cổ truyền. Và bây giờ mình chuẩn bị đi qua giao lộ, hay còn gọi là vòng xoay ngã ba cầu Đầu Sáu cả nhà. Thì giao lộ thì nó giao giữa đường 30 tháng 4, đường 3 tháng 2. Khi qua lộ thì mọi người sẽ bắt gặp ngay đó là nhà thờ An Thạnh, đến tiếp nữa đó là Bệnh viện Gia Liễu, và đây là dưới chân cầu Đầu Sáu cả nhà. Trường học Nguyễn Văn Thầm. Cái đường này cần những khép nè. Ở trên đó là cầu Cái Răng, mình đi mua bánh xèo bánh đó, quẹo qua bánh xèo bánh tới rồi qua đây là qua lên cầu. Và sau một đoạn đường dài thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết được hôm nay địa điểm mà nhà Ansel muốn chia sẻ với mọi người đó là bánh xèo bảy tới. Và đây là một khu chợ nhỏ, đó là chợ An Bình. Và từ đây thì mọi người cũng có thể đón thuyền để đi ra chợ nổi Cái Răng. Buổi chiều ở đây bán có một số mặt hàng như quần áo, cả nhà cũng có thể ghé đây để lựa chọn quần áo cho những ngày cận Tết nhé. Và phía trước mình đó là cây cầu Cái Sơn. Nếu đi theo các cây cầu này đi thẳng tới thì mình sẽ đi đến được địa điểm đó là khu du lịch Mỹ Khánh hoặc là chùa Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, nhưng mình sẽ không đi thẳng mà mình sẽ quẹo vào phải để đi đến được địa điểm đó là bánh xèo bảy tới.
trên con đường này thì cũng đang làm cả nhà, cho nên có một số ổ gà và đường thì nó cũng hơi dằn á. Cho nên khi bạn nào đi qua cái đoạn đường này á thì nhớ cẩn thận và chạy chậm lại xíu nha. Và đây là khu vực xung quanh bánh xèo Bảy Tới nè cả nhà. Tẹn tên, mình đã đến được bánh xèo Bảy Tới rồi. Thì bánh xèo Bảy Tới này á nằm ở địa chỉ đó là số 45 đường Hoàng Văn Việt, thuộc phường An Bình, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Và đập vào mắt mình cái đầu tiên đó chính là cái menu với cái màu vàng tươi và in rất là rõ cái loại bánh xèo và bánh khọt với giá cả bao nhiêu. Và đặc biệt là nó có cả bánh chay phù hợp với người ăn chay luôn nha cả nhà. Và hôm nay mình sẽ mua bánh về nhà ăn, cho nên mình sẽ quay sơ một vòng ở phía trước quán cho cả nhà xem nhé. Đó, khi bước vào quán thì đây sẽ là khu vực để chế biến. Ủa, cái này là làm chai cho em hả? Giờ làm cho em hai cái nóng gì đi. Là hồi nãy một cái, giờ thêm một cái nữa. Vô tình là xem được anh này ảnh đổ cái bánh xèo nóng và cho nhân vào như thế nào, cho nên mình đã xin phép để chia sẻ lại cái cách để làm ra được một chiếc bánh xèo Bảy Tới như thế nào và cùng chia sẻ với mọi người nhé. Này con đăng lên YouTube. Chỗ chú Bảy mới được. Chú Bảy luôn.
Có nữa, con có quay địa chỉ rồi. Con không chụp hình mãi vô. Mãi vô. Tan cự nữa. Không phải là gì của à là chủ đây hả? Xong có em xong chưa? Đây. Cuối cùng có nãy giờ có gặp chưa? Rồi. Đây là phần răng xong. Còn một phần bánh cọt nữa. Đây bánh cọt của mình đang làm. Và được sự cho phép của chú Bảy, một người chủ rất là vui tính đó cả nhà. Và sau một ít thời gian chờ đợi để có được bánh nóng mua vào ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ phần bánh cọt và bánh xèo của mình cũng đã có rồi cả nhà ơi. Xong rồi. Bật mí với cả nhà xíu nha. Đây là lần thứ hai sau khi đã ăn no và ngon rồi thì mình lại quay trở lại và mua thêm một phần nữa. Đây là phần bánh xèo và bánh khọt mình mới mua về nè cả nhà. Đây là phần rau. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần rau này ra dĩa nha. Đây rau nè cả nhà. Rất là nhiều luôn. Tên tên. Đây là dĩa rau này cả nhà ơi. Rồi giờ mình sẽ cho chiếc bánh xèo này ra cái khay này nha cả nhà. Wow, nhìn cái màu vàng ôm của chiếc bánh xèo á là thấy đã hấp dẫn rồi. Giờ chắc mình úp nó xuống đại cái khay này luôn á nha, cho nó nhanh. Để mình lấy đũa mình gấp qua thì nó sẽ bị vỡ cái miếng bánh xèo đây, nó không có còn đẹp nữa. Mình gỡ cái lá này ra luôn. Và đây là hộp bánh khọt đây cả nhà ơi. Hôm nay mình mua một hộp này là 10 cái nhân tôm đậu và với giá là 40k. Thì bánh khọt theo hồi nãy trên menu thì mình thấy là có bánh khọt nhân tôm đậu nè, bánh khọt chay hoặc là bánh khọt với nhân là đậu xanh và không có tôm nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ gấp những chiếc bánh khọt này ra cái khay này luôn. Mình trang trí cho nó đẹp đẹp một xíu. Và ăn bánh xèo gói với rau sống thì không thể nào thiếu nước chấm được nha. Đó, bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước chấm. Ở bên trong thì nó có thêm một ít dưa chua nữa cả nhà. Và
Và đây là dĩa rau rất là hoành tráng luôn cả nhà. Thì mình đếm sơ sơ ra có khoảng 9 đến 10 loại rau luôn á. Thì đầu tiên á, theo mình quan sát á, thì mình thấy được ở đây là có lá tía tô, rau diếp cá, lá cách, rau quế dị, rau thơm. Còn ở đây có một hai loại rau mình không có biết tên. Ngoài ra thì gồm có cải xanh, rau xà lách, đọt xoài non, cóc non. Và mời cả nhà cùng thưởng thức món bánh xèo và bánh khọt gói với gao cùng với nhà Enzo nhé. Thì để gói bánh xèo và bánh khọt, thường thì mình sẽ sử dụng đó là cải xanh. Thì khi sử dụng cải xanh để gói thì nó sẽ cho ta cái vị bùi bùi rất là ngon luôn. Cải xanh xong thì mình sẽ chọn tiếp đó là lá cách. Trong một số loại rau á, thì mình rất là thích ăn lá cách luôn á cả nhà. Rau diếp cá. Đây là đọt xoài non. Còn đây là đọt xoài non, rất là ngon luôn cả nhà. Mình bẻ cái nghe cái rớt cái á. Đó, mình để vào ăn luôn. Chưa gói xong á mà đã thèm rồi. Giờ tới cái lá này thì mình quên là cái lá gì rồi. Nhưng mà bỏ vô luôn. Này, còn cái này nữa cả nhà. Đó, mình sẽ hái cái đọt này. Thì ở đây mình sẽ để vô hết tất cả các loại lá luôn. Để mình coi nè, hôm nay cái cuốn bánh xèo của mình á, thì có cải xanh, lá cách, đọt xoài non, gâu quế vị và một cái loại nữa mình quên là cả nhà, thêm rau tía tô vào nữa. Để coi còn cái gì nữa không nào. À, rau thơm. Cái này chắc là lá cóc non á cả nhà. Thêm một ít xà lách nữa. Wow, cả nhà nhìn thấy cái phần rau mà để gói của mình nó có hấp dẫn không nào. Và phần rau sống của mình cũng đã xong rồi cả nhà. Lây hoay mãi với một số loại rau nhưng nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ để mình cho cái em bánh khọt này vào trong cái phần rau này nhé. Với cái màu sắc xanh mướt của một số loại rau, trời ơi, kèm cái bánh khọt mà vàng vàng đỏ đỏ như nè cả nhà, khi bỏ vào rất là bắt mắt luôn, nhìn không có nỡ ăn luôn á. Cho thêm một chút xíu dưa chua vào nữa. Đây, mời cả nhà nhé. Bây giờ thì mình sẽ cuốn lại và ăn thôi. Wow, cả nhà nhìn thấy cái phần cuốn bánh xèo, bánh khọt của mình có chất lượng không nè. Chấm thêm một miếng nước mắm nữa. Wow, thật là tuyệt vời luôn. Và
Và bây giờ là mình sẽ gói tới phần bánh xèo nha. Thì mình cũng sẽ lấy một cái lá cải xanh và một số ít loại rau, nhưng lần này thì có lẽ sẽ ít hơn lần trước nha cả nhà. Cái salad, lá cách, lá xoài non, lá cốc non, và đây là phần nhân bên trong của chiếc bánh xèo mình mua. Hồi nãy khi mua thì mình đã lựa cái chiếc bánh xèo mà có đầy đủ nhất. Bên trong thì đây là cái phần nhân thịt bằm, tép, củ hủ dừa, đậu xanh và giá. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắp một ít để vào trong cái phần rau gói của mình nha. Thêm một chút xíu thịt bằm và một chút xíu củ hủ dừa nữa. Và không thể thiếu đó là một em tép. Wow, chẳng thua gì so với phần bánh khọt đâu nha cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ gói lại và chấm với nước mắm thôi. Gói cái này thì mình phải nắm cho thật chặt để không hồi cái phần nhân thịt nó sẽ gớt ra ngoài cả nhà. Và mời cả nhà cùng thưởng thức cùng với nhà Answer nhé. Và không thể thiếu nhân vật chính đó là bé Answer. Đó, bé thấy dì ba đang quay thì bé cũng lại xem là dì ba đang quay cái gì á. Đây là ly Pepsi mà mình đã chuẩn bị sẵn á cả nhà. Khi ăn xong á, uống một ngụm Pepsi vào á, vừa mát nè, vừa ngọt ngọt, và cái ga của nó lên á, giúp mình tiêu hóa nhanh hơn á. Vì ở trong bánh xèo, bánh khọt thì nó sẽ có là cái phần nước cốt dừa. Khi ăn á, bên cạnh có một ly Pepsi á, thì rất là hợp luôn. Bé ăn sờ ơi. Ủa bé anh sợ hết ăn bánh khọt lắm nha. Wow. Ăn một miếng bánh khọt với miếng gà mà uống thêm miếng Pepsi nữa, còn gì bằng, phải không cả nhà? Ngon quá. Thôi bây giờ mình bye bye cả nhà nha. Nếu yêu thích video và kênh, hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Answer Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Xin cảm ơn, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.